Alo. Vâng, chúng tôi nghe rõ. Chào bác sĩ Tín. Chào Tôn. Để bắt đầu cái ca thì hôm nay thì mình chỉ làm tổng cộng tới 3 ca lận. Nhưng mà chắc cái ca đầu tiên sẽ là ca hay nhất để cho mọi người cùng theo dõi cái ca này. Thì trước hết xin mời bác sĩ Quý sẽ trình bệnh án của ca này cho mọi người để nắm cái thông tin của bệnh nhân. Cái thủ thuật mình dự tính mình sẽ làm cái gì ạ? Mời bác sĩ Quý. Kính chào quý đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Quý, hiện đang công tác tại khoa tim mạch bệnh viện Nhi đồng 1. Thì xin bắt đầu của cái chương trình Life Care chiều nay thì là ca đầu tiên. Đây là một bệnh nhân nam 2 tuổi, thì hiện tại là 9 kg, chiều dài 71 cm. Bệnh nhân này là tiền căng là được mổ triệt để tứ chi pha lô lúc 12 tháng tuổi. Hiện tại là suy tim chậm lớn, phát hiện là trên siêu âm theo dõi thì hẹp hai nhánh động mạch phổi. Hiện tại thì SPO 95% với khí trời, ông phải tâm thu 1/6 dọc và trái xương ức và chưa có điều trị thuốc. Đây là hình X-quang của bệnh nhân là thấy tim phải giãn to và tuần hoàn phổi giảm. Siêu âm hiện tại cho thấy là tim phải giãn to, MBA giãn, risk của động mạch phổi là cộng 4.9, hai nhánh hẹp rất là nặng, chủ yếu là đoạn gần. Risk của động mạch phổi phải đoạn gần là trừ 7.6, và động mạch phổi trái đoạn gần là trừ 8.5, và hở phổi nặng dạng free flow. Xin mời quý đồng nghiệp xem một số hình siêu âm. Ra hình siêu âm của bệnh nhân mình thấy là hai cái nhánh đoạn gần của hai nhánh hẹp rất là nặng, và hở phổi nặng dạng free flow, mạch phổi giãn to, đoạn gần hai nhánh hẹp rất là nặng, trên áp hiện tại là khoảng 60. Mình thấy trên hình CT là đoạn gần hẹp rất là nặng, đường kính là khoảng 2 đến 3 mm, chủ yếu là đoạn proximal và có giãn sau hẹp. Đó thông tin của cái ca thứ nhất. Mời quý đồng nghiệp có thể tham gia thảo luận về cái hướng điều trị cho cái ca này như thế nào ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Quý. Chúng tôi thấy là sau cái bộ pha lô thì bây giờ chúng ta thấy là hẹp tại hai nhánh động mạch phổi rất là nặng, và như các anh chị cũng tính là chúng ta đã kiểm tra về CT cũng như là siêu âm thì chúng ta thấy là có ngoài cái bệnh đánh nhánh động mạch phổi thiểu sản, và như vậy chúng ta thấy cái hở phổi rất là nặng, suy tim phải, trên lâm sàng cũng suy tim, thì cái này thì chắc chắn là có cái chỉ định can thiệp rồi. Thì các anh chị và mời mà bác sĩ Tín, các anh chị cũng đã có kế hoạch làm thông tin cho bệnh nhân, mời bác sĩ Tín cũng sẽ cho cái trao đổi về kế hoạch của anh chị hôm nay, các anh chị định như thế nào. Mời. Chào bác sĩ Tôn, chào các bạn. Thì như các bạn thấy đây là một ca sau mổ pha lô bị hẹp hai nhánh của động mạch phổi, và đặc biệt là nhánh động mạch phổi phải hẹp khá nặng. Với hẹp hai nhánh vậy thì hai nhánh nó siêu sản, nó không phát triển được, và bù lại thì cái MBA nó giãn rất là lớn. MBA giãn lớn nó gây hở phổi khá nhiều, tim phải giãn nữa. Thành ra đây là một trong những cái chỉ định mà mình phải mở rộng cái hai nhánh động mạch phổi. Thì mình có thể mở rộng bằng phẫu thuật, mình có thể phẫu thuật mình mở rộng hai nhánh ra, hoặc là mình có thể là mình dùng cái bóng mình nong, hoặc là mình dùng stent. Thì thông thường cái nó bóng nong đối với cái ostium hẹp cái kiểu này thì rất là khó. Thì ekip hôm nay chỉ dự kiến là chỉ dùng cái stent để mình nong hai cái nhánh động mạch phổi như ra. Thì hôm nay thì nhờ Philip mình ứng dụng cái công nghệ đầu tiên của ở tại đây, chứ không phải là đầu tiên thế giới mà tại đầu tiên tại đây, về cái công nghệ Fuse, cái hình ảnh giữa CT, MRI và DSA. Thì hôm nay mình có hình CT. Thì với cái hình CT mình đã chụp trước rồi đó, thì không biết Tùng có thấy được cái hình của DSA vừa rồi mới chụp không? Chúng tôi đang nhìn các anh chị đang cố khớp cái hình CT với cả cái hình thực của bệnh nhân đúng không ạ? Thì đúng rồi nha. Vâng, chúng ta đang làm sao để cho cái hình CT nó khớp với cả hình bệnh nhân để chúng ta đúng có đúng kích thước. Và như vậy thì hôm nay các anh chị sẽ ứng dụng cái phần mềm là sau khi chụp CT chúng ta ứng dụng CT chứ không chúng ta không dùng cái phần mềm là CT rotation angiography đúng không ạ? Đúng rồi, nếu mà mình có CT mình siêu được á thì mình sẽ không cần dùng cái rotational angiography, mình Vâng. chỉ tiết kiệm được tia, tiết kiệm được cản quang.
Một cái lợi điểm của CT nếu mà làm trước á, thì với CT á, mình có thể không gian 3D đó, mình có thể chỉnh được cái xoay, mình tìm được cái góc nào mình thấy rõ hai cái nhánh động mạch phổi nhất, điểm ra thì khi đó mình khi vào điểm mình chụp á, thì mình sẽ tiết kiệm được cản quang và tiết kiệm được tia, mình không phải loay hoay mình tìm cái góc nào tốt nhất. Và với cái hình CT zero á, thì mình có thể chọn zero góc chụp tốt nhất để mà quay mình có thể thấy được nhận hai nhánh. Thì dựa trên CT thì zero ekip vừa rồi cũng đã chụp hai cái angio cái động mạch phổi, thì mọi người thấy với cái view mà mình nhìn rõ cái nhánh phải đó, thì đó là view round 30 độ và cranial 30 độ. Thì mọi người không biết có thấy được cái hình angio không ạ? Không có thấy hình angio không? Chúng tôi thấy và có hình Trên angio angio thì trên angio Tùng có thể mà các bạn có thể thấy có thể thấy là cái động mạch phổi bên trái đó, bên phải đó rất là rõ trên hình angio, cái view mà round 30 độ và cranial 30 độ. Mình thấy nó hẹp đây, không không phải ngay chỗ ostium của động mạch phổi, mà nó ở ngoài cái ostium một chút xíu, và cái mức độ hẹp là khá nặng. Và trên cái hình mà lateral mà hình lateral thì mọi người thấy là cái nhánh trái đó, nằm phía trên đó, nó cũng hẹp, mà hẹp một đoạn ngắn thôi, nhưng mà hẹp ngay cái ostium luôn, và nó có phình sau hẹp của nhánh trái một chút xíu. Tuy nhiên để mình thấy rõ hơn nhánh trái đó thì mọi người sẽ trên cũng dựa trên cái hình CT vừa rồi mình đã cắt được đó, thì mình chọn một cái view đó là cranial, hay là caudal, xin lỗi, caudal, nghĩa là mình chỉ chụp xuống xuống chân thôi, quay đầu đèn xuống chân tối đa. Thì mọi người thấy bây giờ nhánh phải thì mình vẫn thấy rõ, và nhánh trái nó bộc lộ được cái ostium nhánh trái. Thì với cái hình caudal này và cái hình lateral á, thì với hai hình này thì cái nhánh trái có lẽ mình đã bộc lộ cũng khá rõ rồi. Khi đó thì rất là dễ cho mình có thể làm cái landing zone để đặt cái stent vào. Thì không biết mọi người có thắc mắc gì về cái hình ảnh hiện tại của mình không ạ? Vâng, tôi cũng tiếp lời của bác sĩ Tín, tại vì cái này thì chúng ta thấy là qua cái chụp ấy, thì nhất là bệnh nhân sau mổ và cái MPA, cái động mạch phổi nó rất là lớn, thành ra là cái nhánh phổi chúng ta khi mà chụp cái thông giác thông thường thì chúng ta thấy rất là khó. Và chính vì vậy bác sĩ Tín đang dùng cái nghiêng sải Cứ và quay, cứ hướng quay. về phía chân. Và chúng ta như vậy chúng ta sẽ bộc lộ được hai cái nhánh động mạch phổi khá rõ. Và dựa trên cái hình chụp CT, bây giờ các anh chị đã khớp cái trình hình CT cả hình ảnh thực của tim rồi. Thì tuy nhiên là chúng tôi có thể các anh chị cho thông tin thêm về huyết động được không ạ? Áp lực phải này nhỉ? Phải rồi chưa? Bắt đây, bắt đây. Mọi người có thể thấy bác sĩ Quý vừa đưa cái ống thông vào trong động mạch với phải, Quý gắn áp lực vun tắc trong từ cái áp lực này, từ cái động mạch với phải, bây giờ mình mới đầu mà mình vun tắc cái nền coi áp lực của cái, mọi người thấy cái huyết động không ạ? Chính loại Có thể ABA còn cái keo lớn rồi chứ tầm chúng ta nhìn có thể, nhưng mà tuy nhiên nó nhỏ, các bạn có thể đọc kết quả tôi giúp cũng được các thì bạn. có thể chỉnh cho nó bự lên nè. Em chỉnh là quyền là bị lỡ RPA và đây chúng tôi nhìn thấy rồi ạ. áp lực cần một phổi phải hiện tại là khoảng 21 pick 21 con thua 21. Rồi bây giờ bác sĩ Quý sẽ kéo lại vun bác lại ra cái MPA, mọi người thấy cái mức độ trên áp của giữa cái MPA và cái động mạch phổi phải như thế nào. Cái này là MPA mọi người thấy rất là khá cao, Scale 100. cao lên như thế này. Ok. Giảm scale. Thì áp lực động mạch phổi phải thì khoảng 20, ở đây thì áp lực động mạch MPA thì tới 75 rồi, mình ra trên áp thì tới 55, mình ra là khá cao. Thì đây là một trong những chỉ định bắt buộc mình phải nông cái nhánh nhánh phải ra. Bây giờ thì sau khi đó thì hồi nãy giữa cái thất phải và áp lực động mạch phổi đó MPA đó thì không có khác biệt nhiều. Và mọi người thấy cái sóng của MPA đó là cái sóng này là bị thất hóa, nghĩa là với mức độ hở phổi khá nhiều, mình thấy áp lực tâm trương của động mạch phổi cũng xuống thấp. Thì đây chứng tỏ cái mức độ hở phổi khá nhiều ở bệnh nhân này. Và không biết là trong cũng giới thiệu bác sĩ Tín là ở ngoài hội trường này thì có bác sĩ Quang của Bệnh Nhi Trung ương và bác sĩ Đại cùng một số bác sĩ tại Bệnh viện Cần Thơ và Bệnh viện Nhi Trung ương, thì không biết là bác sĩ Đại có bình luận gì về cần này không?
Vâng, xin chào các thầy Tín với các anh các chị ở trong phòng can thiệp À, chào đại. Dạ. Có lót không? Em muốn hỏi một chút là bệnh nhân này trước khi mà mổ cái chẩn đoán ban đầu ấy thì là nó có cái hiện tượng hẹp định dạng về gốc hai nhánh như này chưa, hay là sau sau mổ sửa thì bắt đầu mới có anh? Trước mổ thì đối với bệnh nhân này thì không không có, lại không ghi nhận là nó có hẹp. Thì đây là một trong những cái biến chứng hay gặp của mà mổ tứ chứng Fallot. Thì mình thấy các bạn có thể thấy trên hình lateral, có thể show lại với các bạn thấy cái hình mà lateral. Mọi người thấy là ngoài cái chuyện mà nó hẹp đây thì vấn đề chính mình thấy MPA càng ngày nó càng lớn giãn ra, là hai nhánh càng ngày nó càng đi xuống, tức là cái góc tập giữa MPA và hai nhánh nó càng ngày nó càng nhọn đi. Thì chính vì cái việc gập góc này đó thì cái hậu quả nếu mình không làm á thì nó sẽ nặng hơn, MPA càng giãn và gập góc càng nhiều, càng hẹp nhiều hơn. Thì ngoài cái việc mình đặt stent để mình nong cho hẹp ra đó thì mình còn chỉnh cái trục của cái MPA với cái hai nhánh để cho nó tương đối, nó song song để cho nó giảm bớt cái gập góc này đi, thì mới hy vọng là nó phục hồi được. Thì về mặt ngoại khoa thì mình cũng không rõ là như là do cái lý do gì, nhưng mà mình thấy cái những loại này thì để hẹp hai nhánh của pha lô này mổ sớm ở trẻ sơ Thấy sinh, trẻ thấy nhỏ thấy đó thấy tốt thì đúng rất không? là hay gặp. Dạ, ok, cảm ơn thầy Tín á. Thầy Tín Tùng. Đi đi được cái Vâng, bây giờ thì chắc là chúng ta stent sẽ các anh bóng. chị à, vâng, bác sĩ Tín có thể cho biết cái kế hoạch, tại vì bây giờ các anh chị trên hình DSA nhìn hình thẳng và kết hợp với chụp tim thì chúng ta thấy là hình rất là đẹp. Tức là qua cái hình ảnh gợi ý của CT thì nhóm can thiệp đã có thể đưa vào cái đường đi dẫn đường vào nó dễ dàng hơn. Tại vì chúng ta cũng thấy là với cái nhóm mà sau mổ pha lô và cái thân động mạch phổi rất là to và động mạch phổi hai nhánh động mạch phổi bị hẹp đó, xu hướng nó chạy xuống phía dưới nó gặp khúc nên là cái khi mà tiếp cận cũng rất là khó. Và với cái hình roadmap này của bên chỗ CT thì các anh chị đang đi vào theo nó đúng đường. Thì vâng, Còn thì xuống nhanh dưới ngon hơn chứ hả? bác sĩ Tín có thể cho biết kế hoạch tiếp theo các anh chị là sẽ làm gì và các anh chị phải có những cái nguy cơ gì mà chúng ta khi mà tiếp cận không ạ? Thì đây là bệnh nhân nhỏ ký có 9 kg thôi. Cái việc mình đặt một cái stent vào trong cái nhánh động mạch phổi đó thì mình phải cân nhắc là cái stent này nó phải giãn đỡ sau đó nữa, tại vì bệnh nhân sẽ lớn lên. Thành ra những cái stent mà mình lựa chọn á, thì những stent thông thường ngoại biên á thì mình không thể đặt cho những bệnh nhân này được, tại vì sau này nó sẽ hẹp lại. Thành ra sau mình phải dùng cái stent mà gọi là open cell stent á, thì cái stent đó có thể nong tiếp trong tương lai nữa. Thì với cái open cell stent á thì hiện giờ mình cái stent đó không cần đấy. Thì cái stent đó là cái stent đó mình cần với cream rồi cái bóng 17. Thì cái stent đó mình cần phải đi một cái bóng, cái bóng đó thì vấn đề là cái bóng đó mình cần phải đi với một cái gai quai thằng gít amplas 30 không không 35. Thì cái bóng đó phải áp lực cao, thì mọi người có thể thấy ekip, em có thể quay camera vào đây không? Đây là cái stand, cái Andra stand, thì mọi người thấy cái phóng đại rồi, dùm lên. Mọi người có thể thấy là cái Andra stand này nó có tùy cái chiều dài, nó có thể bốn cái phần mắt cáo nối với nhau. Thì với cái Andra stand này thì mình có thể nong từ 6 mm cho đến 18 mm. Và cái bóng mình, đối với bệnh nhân này mình thấy cái đường kính, cái chiều dài của đoạn hẹp á không quá dài. Thành ra mình chọn cái khoảng 16, 17 thì mình chọn đúng kích cỡ nó là 16, 17 mm của cái Các bạn có thể focus vào để cái hình ảnh stand chỗ bác sĩ. một cái quan trọng là nhờ nhờ cái bóng, cái bass bar này cái áp lực cao đó thì mình có thể đi vào trong cái đi với cái gai quai 035, cái amplas quai. Thì với cái bóng này áp lực cũng khá cao nó mới phù hợp được. Còn những cái bóng nhỏ, bóng tay sắt áp lực thấp á thì nó rất là bất tiện, tại vì cái bóng 6-8 thì mình đi với 0-14 rất là yếu. Nó không thể phù hợp được với là cái stand như vậy. Thứ hai nữa áp lực không không đủ cao á, thành ra mình không thể nở cái bóng lên mà nó rất là dễ bể bóng. Thành ra với cái bóng này thì mình thấy kích cỡ mình đo trên, mọi người có thể thấy kích cỡ đo trên cái màn hình á, thì cái đoạn xa nó khoảng 7 ly, 8 ly, ở gần có 8 ly. Thành ra cái bóng này mình chỉ chọn là 8 mm đường kính, và cái chiều dài của bóng này 20 mm, bởi vì cái stand mình chọn là 17 mm. Thì stand này mình sẽ cream lại,
cố gắng mình stream lại cho nó fix. Tuy nhiên là cái bóng này khá nhỏ so với cái stand, thành ra là mình có khả năng nó trôi khá nhiều. Thành ra sau khi mình stream chặt lại đó thì mình có thể bơm một chút xíu lên, bơm chút xíu cái bóng lên để cho hai đầu bóng nó đỡ, để xíu nó giữ chặt cái stand. Bạn nhớ chỗ này không nên bơm nhiều quá này, nó sẽ bung cái stand ra. Khi đó mình chỉ kiểm tra lại, mình thấy cái stand này nó rất là fix, rất là chặt với là cái bóng. Như vậy thì với cái bóng này á thì thông thường mình đi với cái daily khoảng 6-7 s thì cái stand này rất là mỏng. Sau khi mình frame vào đó thì mình vẫn đi được với cái 6-7 s. Thành ra cái đối với trẻ nhỏ rất là phù hợp. Thì mọi người thấy là đúng ra hồi xưa mình có cái Merlin 6-7 s thì rất là tiện, còn giờ này Merlin 6 không có thì mình chỉ dùng với là cái delivery system của ISD là cái 7 s. Vâng, có vẻ như là các anh chị đang dùng Andra Stand kết hợp với bóng Fastpa đúng không? Đúng, đúng rồi Tùng. Vâng, thì tôi cũng đồng thuận là chúng ta sẽ dùng cái stand với kích thước anh chị đo như vậy, và khả năng chúng ta sẽ dùng bơm stand lên số 8 mm và với cái stand dài 17 mm đúng không ạ? Tôi muốn hỏi một chút, tại vì cái này thì chúng ta thấy là một bệnh nhân này thì tất nhiên là nó hẹp ở gốc động mạch chủ. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta thấy là bệnh nhân hở phổi rất là nặng, thì trong quá trình đặt, về khi mà tim đập và chúng ta đặt stent thì cái việc hở phổi nó cũng có thể làm nguy cơ trôi stent đi. Thì với trường hợp này thì các bạn có dùng cái kỹ thuật overpacing để chúng ta đặt stent nó an toàn hơn hay không? Cái áp lực bên tim phải thì nãy mình đo áp lực vào phổi khoảng 70 75. Tuy nhiên là mình thấy cái MBA giãn khá to đó, đó là một nguy cơ để mà nó trôi stent ngược lại. Thành ra khi mình làm thì mình phải chú ý bơm cái bóng lên á, sao cho hai cái đầu stent đỡ trước rồi mình hãy để tối đa. Được tới anh lôi ok qua cái nỗi như vậy ok Mình thấy cái kỹ thuật mình để stent sao nó đừng để trôi, đó là một cái kỹ thuật. Thì mọi người thấy chút xíu ekip sẽ có stop cái stent lên stop để cho hai đầu stent nó nở. Thì đây là một cái bóng áp lực cao, đó là lý do tại sao mình cần áp lực cao để cho hai cái đầu nó nở rất là tốt. Mà trong trường hợp mà cái đầu gần nó nở, đầu xa chưa kịp nở đó thì đó là nguy cơ cao để bị trôi stent đó. Why? Bây giờ cái mọi người thấy cái delay đã đưa vào qua khỏi cái động mạch phổi phải, qua khỏi cái chỗ hẹp. Giờ cái stent xin lỗi, cái này có một cái là này có lỗi kỹ thuật rất là nhiều, là trong cái delivery system của ASC á, mình không có cái van cầm máu, thành ra mà nó rất là dễ chảy máu. Mấy em đưa nhầm cái van cầm máu của can thiệp, thành ra cái lòng cong của nó khá nhỏ, nó không đi được cái stent qua. Vâng. Bỏ bỏ trước. Vâng, cái này thì nếu mà đúng ra thì chúng ta sẽ có Marlin Sheet để chúng Đúng rồi. ta đưa làm bộ thả stent. Tuy nhiên là hiện tại thì Marlin Sheet không có sẵn ở trường của các đơn vị can thiệp, thì các anh chị đang dùng bộ thả Mình là hơi như modify chút xíu anh à. nghĩ, và như vậy là cái bộ cầm máu là nó đang có vấn đề. Đúng rồi. Ngoài ngoài tôi họ xong rồi ông người ta đi Ừ. mọi người có thể thấy trong cái tay của tôi không ạ? Thì nó có chút xíu chảy máu tại vì mình phải thay cái van cầm máu chỗ này, nhưng mà mọi việc rất ok rồi. Bây giờ cái stand được đưa vào cái quay rồi. Thì với cái delay 7 s mà mọi người thấy là cái stand với cái bóng đi cũng rất là suông. Thì thông thường cái bóng này cũng đi với cái delay 7 s, nhưng mà với cái stand này cái bóng này vẫn đi cái nguyên cái stand mà bóng vẫn đi được 7 s, thì chứng tỏ là cái profile của stand này rất là nhỏ, nó không có gia tăng cái kích cỡ của xích khá nhiều. Thành ra mình thấy là với 7 s thì mình có thể mình xài được.
Thì giờ cái stand đó đi hơi hơi xa, Xong. hơi xa cái vị trí đó, giờ mình lùi hết toàn bộ lại, lùi toàn bộ. Không ăn được. Mình quá thích À, mọi mấy người thấy cái chỗ hẹp nhất nó ngay chỗ khí quản đó, ngay cái nội khí quản. Thì bây giờ mình sẽ làm được cái cảnh quan. đúng lắm. À, bây giờ với cái này thì mình có thể chỉnh lại, mình để kênh cái vị trí phù hợp ha. Thì cái stand mình thấy sau khi mình lấy nó hơi đi vào sâu chút xíu, mình lùi toàn bộ tiếp ra nè. Xíu trong giờ cái rốn ok À, vị trí đầu xa rồi, ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ lùi cái sheet ra chút xíu rồi mà và mình canh cái đầu gần nữa rồi. À, cái stand này hơi trồi ra ngoài xíu hết rồi. Để yên tâm. Đấy chứ chưa? Bây giờ mình chụp luôn này ha, chụp cho mọi người thấy rõ Xin ừ. ha. À, mọi người thấy cái vị trí stand như thế này được chưa ạ? Vâng, chúng tôi thấy rất là đẹp và À, nhưng mà cũng có một rất là nguy cơ, tại vì cái đầu xa của không được cái mạch chắc. máu này nó hơi nhỏ, nó có khả năng cái stand khi mình bơm lên nó khéo thì nó có thể chạy ra. Thì để tránh cái việc chạy ra đó thì cái sheet mình á, cái đầu sheet mình để gần vào trong cái stand hả, à, lên đó trụ với mấy lên 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 thì bác sĩ quý sẽ trụ cái sheet vào trong cái đầu gần của cái stand và cái lên thì chậm. À, cái quá trình này lên thì mình phải chú ý là cái hai cái đầu đầu xa nữa trước rồi đó, mọi người thấy cái đầu xa nữa đó, quý sẽ lui cái xin lỗi sự quý sẽ lui cái Đúng sheet. À, đầu gần bây giờ bắt đầu nở rồi. ra đó, thì mình thấy là nếu mình làm thiệt chậm và mình tiết canh được hai cái đầu của stand như vậy đó thì mình thấy là hai cái stand nó nở ra được Ok. rất là tốt. Ok. Thôi đừng nói quá. Mình đã bơm đến áp lực Đang bao bơm nhiêu? thôi 63 thì giờ đang bơm 63 nominal mấy, Chào. tám sáu trên chút xíu nó lên dưới 7 8. Ok stop thì Ok. Stop. còn mọi người thấy cái giai đoạn chót thì cái eo của stand nó bắt đầu nở ra được. À, mình không cố gắng mình nông tối đa trong giai đoạn đầu thì có thể cái này mình sẽ nông sau đó nữa, nhưng mà lần đầu tiên mình không không nên là tối đa. Thôi giờ mình thấy chụp lại mình coi. À, mình thấy cái stand bây giờ nằm rất là đẹp, có thể mình dùng cái bóng ngắn hơn, áp lực cao hơn để mình nông cái đoạn giữa ra, nhưng mà thông thường thì tôi không cố gắng tôi làm cái này, thì tôi thấy là như vậy là cũng được, mình không có nên nông quá bự. Thì đoạn đầu trước khi làm thì cái chỗ eo nhỏ nhất khoảng 1.3 ly, thì mọi người hay là có thể đo cái stand này cái chỗ hẹp nhất là bao nhiêu. Chắc là bây giờ sẽ lên được khoảng 6 đúng À, hy vọng là vậy. Một cái công đoạn thứ hai bây giờ nếu mà mọi người thấy ok rồi đó thì chắc là mình phải tùng 5 5 chấm mấy, thì có thể mình chắc là tôi lui cái bóng ra chút xíu, lên thêm chút xíu, nông cái phần ngoài thôi, nông cái phần ngoài ok, chậm chậm. của cái stand thôi. Slowly. Nhưng mà cái này là một cái nguy cơ cao để cái stand nó trôi ra ngoài thành ra tám. Ok xong. À, thì với áp lực 83 thì cái bóng đạt 8, tuy nhiên mình thấy là hai cái nhánh, hai cái đoạn đầu và đoạn xa nó le ra, trong khi đoạn giữa nó vẫn còn cái eo và còn và thôi. Ồ. Xin lỗi, cái mọi thứ cái tuột hết ra luôn rồi. Nhưng mà tại vì mình thấy cái chắc cũng ok rồi, quý có thể lùi. À. À, bây giờ mình có thể dùng Zero. cái thực ra mấy cái bé nhỏ này đó thì cái gai quai mình neo xa đó thì được, nó cũng không được nhiều lắm, mà đi mình lui ra đó là một cái công đoạn rất là nguy hiểm, lui ra đôi khi cái stand đi theo luôn. Zero. Không bị cái. À, bây giờ mình có thể giữ im cái này
có thể mình đo cái áp lực trên app qua cái này. Tuy nhiên cái nhánh trái nó còn hẹp á, là cái việc đo trên app nó có thể nó không chính xác lắm. Ngoài ra cái áp lực của MPA nó còn khá cao, ngoài ra vì cái nhánh kia nó vẫn còn hẹp. Jerome. Không. Tuy nhiên là thì mình cũng muốn để như qua cái này mình muốn chụp lại để hay là mình đo áp lực lại có những cái biến chứng nào đáng kể đối với Chúng bạn. cái stand này rồi. Nếu À, muốn vô lại phải. bây giờ mình qua được nhánh phải rồi nên bây giờ mình ráng mình đẩy một cái KTT để mình đo cái chữ trên app nó có nhiều không. Tuy nhiên cái này cũng khá nguy hiểm, để mình không biết mình có chui qua mắt cáo không, và khả năng là như mình đang chui qua mắt cáo à. Cậu bé mắc kéo tôi ra xem nhau nhìn nữa. Vâng, cái lưu ý của bác sĩ Tín là khi chúng ta luồn dây về sau cũng chúng tôi cũng rất là đồng thuận, tại vì là chúng ta phải nhìn cả thẳng và nghiêng để chắc chắn là có chui qua cái mắt Mắt cáo hay cáo ấy. không. Tại vì khi mà anh chị đưa mắt cáo thì các anh chị lại đẩy dụng cụ vào thì các anh chị sẽ có vô hình chung sẽ đẩy stent hoặc là làm biến dạng Thực ra nếu mà không gấp thì chắc mình làm luôn stent. cái nhánh trái rồi sau đó mình sẽ Vâng, tính sau ha. tôi cũng đồng thuận như vậy. Vâng, Rồi cảm ơn bác mình sĩ. sẽ chụp lại sau. Bây giờ mình sẽ đo áp lực của cái LVA động mạch phổi trái. áp lực. Mọi người sẽ thấy đương nhiên là cái MPA thì em chưa có suy giảm xuống được thì chắc là cái áp lực này nó trên áp vẫn còn khá cao. LLBA. Mà em sửa lại là LPA. Mọi người có thấy được cái huyết động ạ? LPA là 33 Vâng, chúng thông ta. thu. À. Như vậy thì tính ra là LPA sẽ ít hẹp hơn là cái RPA. Rồi. Bây giờ mình vuốt mắt để mình coi cái MPA hiện giờ sau khi mình nâng lên nó còn bao nhiêu. Ồ, nó xuống cũng khá ngoạn mục ha. Nó còn khoảng 50. Vâng, xuống khoảng là 20, hơn 20 mét Vậy thì trên app hiện giờ thì nó còn khoảng là khoảng 20 mm thủy ngân giữa cái LPA và cái MPA. Cái câu hỏi đặt ra cái vấn đề cho mình hơi khó là mình có nên đặt stent tích cực cho LPA nữa không, hay là như vậy là đủ rồi. hay là chỉ Không biết đúng ý mọi người sao. không? Tại vì một trong những cái mà chúng tôi thấy là cái căn nguyên ấy, theo quan điểm của tôi là khi mà chúng ta mổ follow thì nó do một số trường hợp cái patch chúng ta nó làm patch và cùng thời gian nó giãn ra và như vậy đẩy nó làm mất mất cái góc đấy, và chính đấy các căn nguyên gây hẹp cái nhánh động mạch phổi, đặc biệt là nhánh động mạch phổi phải. Thì bây giờ thì chúng ta cũng thấy là như vậy, trên áp của 20 thì liệu rằng, và chúng ta thấy cái nhánh động mạch phổi trái có vẻ như kích thước nó tốt hơn bên phải, thì liệu rằng là chúng tôi mà con câu hỏi của tôi là tôi có muốn thử Không thăm phải. thăm cái gốc động mạch phổi trái bằng bóng áp lực cao hay không? Có khi mình nên nâng cái bóng trước rồi Vâng. mình coi nó thế nào. Thì việc mình Vâng. đặt thêm nhiều cái material, những cái chất liệu, những cái kim loại vào trong đó đó thì đối với mình thì có thể là dễ đó, nhưng mà đối với ngoại khoa cho những lần can thiệp sau thì mổ sau thì sẽ khó hơn cho họ nữa. Vâng, tôi cũng đồng thuận. Bác sĩ Quang có ý kiến không? Proximo cái Thì đây là một cái kỹ thuật mà chụp lui, là mình đặt cái ống thông vào trong của cái MBA, cái BLVA, sau đó mình vừa kéo ra để mình coi cái, thì mọi người có thể thấy mức độ có lẽ nó không có hẹp nhiều. Như vậy thì thôi, mình không biết ý Quang sao Quang. chào xin tiến. Thực ra hồi thì tiến thì cùng có bàn luận nhau về cái bệnh nhân này, thì tôi đồng thuận với cái bệnh nhân này là mình có nên chỉ định cái đặt stent trong đoạn này cho bệnh nhân và sau đó mình sẽ nong ra. Nhưng mà một vấn đề đặt ra là với bệnh nhân này thì là cái là hở trên cái siêu âm và trên cái chụp mạch mình thấy là cái hở phổi tự do đúng không, và hẹp cái gốc hai góc phổi và chủ yếu là hẹp gốc động mạch phổi trái à phổi phải. Thì sau này cái nhóm bệnh nhân này sau mình sẽ mở đóng tiếp cái stent ra bên phổi trái bên phổi phải ra cho nó rộng ra tiếp để cho nó không hẹp nữa. Nhưng mà cái hở phổi sau này ấy,
thì bệnh nhân này sẽ có là sẽ cho vào ứng cử cái nhóm mà sẽ là thay van mạch phổi qua da không? Xin câu hỏi cho bác sĩ Tín. Vâng. Bệnh nhân này rất là nhỏ ký quan Vâng, sau này đó. thì chắc là cái tốt nhất đối với bệnh nhân này thì tôi nghĩ là mình phải phẫu thuật lại thay cái hoặc là mình chỉnh sửa lại cái MBA. Hiện giờ MBA khá lớn mà chờ đến nhân đủ cái ký lô cân nặng để mà thay thì chắc có lẽ là MBA nó giãn khá to, thành ra là có khi là mình không làm được luôn. Chắc cũng thật bởi vì thật ra những cái hở phổi mà để cho bệnh nhân với cái bệnh nhân đã trưởng thành hơn là mình thay cái hở phổi qua da thì Lúc em cũng đồng khó rồi cho bệnh nhân. à thì nó gớm Vâng, mời anh tục tiếp. ừ đúng Không biết là các bạn trong xe em lúc có học là câu gì hỏi học em có nó chạm một phần trước không có và lưu lại rất là lúc mình gì vậy? lúc Vâng, có bác sĩ Toàn từ Bệnh viện Nhi Trung ương có câu hỏi cho bác sĩ Tín. chào toàn. Dạ vâng, em chào anh Tín ạ, chào anh chị ạ. Đấy, như cho em hỏi chút là cái trường hợp này nếu mà mình đặt ra là mình nếu mình mổ thay cái ống nối và sửa những phải luôn thì nó có tốt hơn là mình đặt stent không anh nhỉ? Sở dĩ là ngoại khoa họ ngại tại vì hai cái nhánh á, vì nó hẹp á, hai cái nhánh cái mạch máu ngoại biên nó cũng nhỏ nữa, nó không có phát triển được. Thành ra nếu mình mổ ra mình lại thay cái một cái kênh đi khác á thì khả năng cái gốc nó vẫn còn gặp gốc, là thay hai cái nhánh nó vẫn chưa phát triển được thì cái MBA nó sẽ giãn to ra nữa, nó cứ lẩn quẩn vậy đó. Thì cái này mình đặt có thể mình đặt tạm rồi sau đó nếu mà hai cái nhánh hai cái mạch máu ngoại biên của một cổ phải một cái phát triển tốt đó thì có thể là mà ngoại khoa sẽ thay một cái MBA bự này thay một cái country có van, thì sau đó thì mà tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn là mình cứ mổ ngay thời điểm này mà mình chưa can thiệp hai nhánh được. Vâng vâng ạ Mọi người thấy bây giờ cái bóng số 8 hồi nãy mình dùng để nông đó, thì để đặt stent đó, bây giờ mình lấy cái bóng đó mình qua mình nông cho cái nhánh trái em kịp này kịp à, nãy không làm cái to phải đẹp à, với cái bóng số 8 này có vẻ là hình như nó cũng không có nở ra được bao nhiêu, thì có thể làm lại, mình đã làm lại kịp lưu rồi. Mọi người thấy có cái eo khi mình bơm lên á, nhưng mà sau khi mình bơm xong đó, nó sẽ recoil lại. Ok, xong. Được, con số 10. Không Chắc là mình có thể cái size của cái bóng lên thử để mình coi cái eo như thế nào. Đừng có mất tay nữa. cảm ơn Với bóng số 8 mình thấy cái eo nó chưa ngon lắm, chắc là ekip nghĩ là chắc là mình nên lấy cái bóng bự hơn chút xíu. Bóng số 10 cái bơm số 10 thì nó hơi lớn hơn so với cái hiện tại của nó, ra mình bơm áp lực vừa thôi, không cố mà bơm bằng cái áp lực cao của cái bóng này. Vâng. Cái này chúng tôi cũng nghĩ rằng nó cũng phù hợp với cái áp lực chúng ta đo vì chúng ta thấy là cái chênh áp nó cũng khoảng 20 thôi. Thế như vậy thì có khả năng là lấy cái đường kính động mạch phổi trái khoảng 8 mm chắc là cũng thấy là cũng phù hợp. Tất nhiên là về bình luận thêm cái câu hỏi của bác sĩ Toàn cũng như là của bác sĩ Tín là chúng ta bây giờ chúng ta cũng đang giải quyết được cái hẹp của nhánh thôi. Hiện nay chúng ta giải quyết và chúng ta hy vọng cái động mạch phổi phát triển, bởi vì sau thì chắc là chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta vẫn phải can thiệp. Vì sao như vậy? Vì chúng ta thấy là cái hở phổi bệnh nhân này khá nặng và bệnh nhân sẽ suy tim, ngoài cái việc suy tim do tăng áp lực Điện thì cái suy tim do gãy tăng cái thể tích của thất phải thì cũng chúng ta cũng cần điện phải qua lưu ý. Và như vậy thế này thì điện kể cả khi chúng ta can thiệp xong thì về những thuốc thì điều trị cái tăng gánh cái thất phải qua chúng ta vẫn phải điện qua điện qua điện đi vậy. thì không biết ở viện nhi mấy trung tâm khác thì như chỗ đại thì cái hiện tượng này có gặp nhiều không ạ? Hello. Dạ. Báo cáo thầy Tín với các thầy là cái này chắc là nó thành một cái nếp
Thế nên là không biết là viện nhi nào, nhưng bên em cũng gặp khá nhiều cái này. Tuy nhiên là gặp thì trên nền một cái nhóm là thay con điêu thì là nó gặp nhiều hơn, gặp khá nhiều, tức là hẹp gốc hai nhánh hoặc là hẹp cái đoạn giữa thân hai nhánh. Nhưng mà và tại sao mới hỏi thầy câu đấy, là vì là trước mổ có rất nhiều bệnh nhân là về mặt giải phẫu về gốc nhánh chạc ba khá là đẹp, nó chỉ có vấn đề về thân thôi, để người ta giải quyết thay con điêu hoặc là mở pác. Nhưng mà sau khi mà nó giải quyết xong thì không, gần như là phẫu thuật viên nói là không động gì đến cái nhánh đoạn xa ở đoạn gọi là giữa của hai nhánh hoặc gốc hai nhánh cả, nhưng mà cái hiện tượng hẹp rất là nhiều thì thể hiện là cái lý thuyết mà gục trục quay do cái thân nó to và nó gập cái góc là cũng là một cái rất hợp lý. Và cái này cũng là cái mà bóng long thì chắc là có lẽ là không giải quyết được, thì nên là giải pháp stent thì vẫn là một trong giải pháp mà nó không phải là giải pháp gọi là cuối cùng, nhưng vẫn phải là giải pháp thay thế rất là tốt. Xin hết. Vâng, phía bệnh viện nhi thì chúng tôi cũng đặt stent cũng làm cái phải pháp điều trị. Tuy nhiên là chúng ta cũng như ngay từ đầu chúng ta bình luận là nó cũng không không phải là giải pháp duy nhất, tại vì chúng ta cũng thấy là với những trường hợp này như chúng tôi lo ngại là có thể chúng ta giải quyết cái stent, đặt stent xong thì giải quyết được cái hẹp thôi, tức là chúng ta giải quyết được cái tăng áp lực. Tuy nhiên là với cái hở phổi thì chúng ta vẫn, cái bệnh nhân này hở phổi rất là nặng. Thế thành ra là với những cái hiện tại thì chúng tôi thấy là với những vật liệu như chúng ta đang có cái Contegra chẳng hạn là một cái con vi, thì chúng tôi cũng có thể là với một số bệnh như bệnh nhân này thì chúng tôi cũng có thể có giải pháp là chúng tôi sẽ thay con vi, và qua cái thay con vi đó thì phẫu thuật viên có thể tạo hình được trạc ba và nó Lùi cũng ra cho kết xíu, quả là khá là tốt, và như vậy là chúng ta giải quyết được cũng lùi là ra xuống sườn đặc biệt là vấn đề của tầng phổi từ cả hai. cháu vào xuống sườn luôn. Ok. Bây giờ ekip đã đưa được cái bóng số 10 vào trong cái động mạch phổi trái được. Mọi người thấy với cái bóng số 10 đó thì cái eo nó cũng có sơ sơ, không có nhiều lắm. Chứng tỏ cái này nó compliance, nó có thể giãn nở được. Đây là một trong những cái nguy cơ nếu mà mình đặt cái stent vô khả năng nó trôi ngược ra. Thì đây cái bóng cũng là một cái test để mình biết là có nên đặt stent cho ca này không. Thì mọi người thấy là mình đo ca này nó có nguy cơ cao hơn ca trước. Cái nhánh này nó nguy cơ cao hơn nhánh trước, tại vì phía sau nó cũng phình. Phía trước nó là phình rất là to. Cái khả năng cái trôi stent đối với ca này rất là nhiều. Và cái sa tư hẹp này có vẻ nó giãn nở được. Again. Mọi người thấy làm coi lại nó cái eo và nó sẽ bung ra. Và với bóng số 10 hầu như mình thấy nó cũng thể giãn được. Thì có thể mình lên bóng 12 nó cũng vậy. Như vậy thì cái này thì đối với quan điểm của tôi không biết là mọi người thế nào, nhưng mà cái này thôi. Nếu mình đặt stent vào đó thì khả năng nó phải đặt stent lớn. Như vậy thì đối với ca này thì có lẽ là mình dừng lại ở đây. Mình với cái bóng này mình trên đo trên áp lại và mình sẽ quyết định như thế nào, và có khả năng là mình chỉ dừng lại đây là mình thấy là như vậy là có thể được cái yêu cầu của mình đề ra rồi đó. Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cái đề xuất của bác sĩ Tín, tại vì chúng ta biết là cái viên cái hẹp đấy thì đôi lúc là nó hẹp do cái gập góc, nên chúng ta nong lên thì sau đó phải nhân lại người ta lại gập lại, thì ra cái hẹp nó sẽ không giải quyết được nhiều, và nhất là cái yếu tố nguy cơ của cái stent nó sẽ trôi. Thì ra là với tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà đo trên áp bây giờ nó sẽ loanh quanh khoảng 20 thì chắc là chúng ta chấp nhận được. Thì thực ra cái công nghệ của cái Ultra Stent với cái Open Cell Stent á, thì mình thấy là đối với nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề ở trẻ trẻ em, cái stent ở trẻ em, thì mình sẽ không có phải lo lắng gì khi vấn đề mà cơ thể lớn lên mình phải đặt thêm hay là mình khó khăn gì vấn đề đó. LVA. Mọi người có thể nhìn lại cái áp lực của LPA hiện giờ. Mọi người thấy cái áp lực không ạ? Bây giờ là 31. Rồi. Cũng y chang như cũ hả? Tôi nghĩ là chắc nó cũng giống như cũ. Bây giờ mình vui bắt ngược ra ha. Người thấy cái KDT đi từ từ ra vào MBA. Ngoạn mục hơn á Tùng ơi. MPA.
MBA bây giờ chỉ còn 40, chắc trên app khoảng 10 à. Vâng, rất tốt. Vâng. Như vậy thì chắc là cái mình chấp nhận được cái kết quả này, mình không nên cố gắng mình làm thêm nữa. Thì cái công nghệ của Philips thì mình thấy là mình có thể mình tạo được cái góc chụp rất là tốt. Thứ hai nữa là với cái đó, cái hướng dẫn cho mình cái việc mình đi vào thì nó sẽ cho thêm miếng căn quan thuận lợi hơn khá nhiều so với mình không có. Đặc biệt là những trường hợp thông thường thì với cái nhánh động mạch phổi thông thường thì thực ra cũng không cần công nghệ này lắm. Riêng đối với những trường hợp mà MBA nó bự quá, nó che khuất hết á, thì đôi một số trường hợp các bạn thấy mình chụp hoài góc này góc kia mình cũng chả thấy được cái rõ được hai nhánh, thì cái công nghệ này nó giúp cho mình định dạng định vị tốt hơn. Chúng tôi cũng nghĩ đây là cái bác sĩ Tín cũng đã nói và chúng ta cũng thấy là với cái sử dụng ứng dụng CT vào thì chắc là chúng ta cũng vừa đỡ tốn tia và chúng ta nhìn rõ hơn, đặc biệt là trong những trường hợp mà hẹp nhánh mà chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhánh động ở cái thân động mạch phổi nó rất là lớn, gần như nó che đi, thì chúng ta xem đánh giá cái tổn thương rất là khó. Mọi người có thấy thấy hình cine cuối cùng không ạ? Đây là mình thấy là cái nhánh phải bây giờ nó khá to so với cái lúc đầu mình chụp, và thì hy vọng là cái này thì cái giường mạch bao phổi bên phải nó sẽ phát triển lại. Một số trường hợp thì sau khi mà mình chưa huấn luyện cái này ngon đó, nghĩa là cái mạch giường mạch phổi chưa phát triển đó, mình mở rộng hết ra đấy thì bệnh nhân sẽ bị phù phổi sau cái phẫu thuật khá nhiều. Ngoài ra với cái cách này mình nong ra trước để cho nó quen dần với cái lưu lượng như vậy. Không biết mọi người có ý kiến gì nữa không ạ? Mình có thể kết thúc cái ca này ở đây hay là mình còn nên làm gì thêm nữa? Vâng, chúng tôi đồng thuận là chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Một lần nữa là chúc mừng với ekip của bác sĩ Tín, bác sĩ Quý và bác sĩ Khoa, đúng không? Vâng. Thì ekip bác sĩ Minh nội trú. Vâng. Nó có mấy cái mà chúng tôi nghĩ rằng trong cái ý kiến của bác sĩ Tín thì chúng ta cũng rất là lưu ý. Thứ nhất là mà chúng ta cũng nên nhớ là khi mà chúng ta mở rộng một nhánh thì nó có sự tái phân bố dòng máu và bệnh nhân có thể có nguy cơ phù phổi, vì vậy là đây là những cái ưu thế ở stent chúng ta sẽ mở rộng dần dần. Thứ hai là nó liên quan đến kỹ thuật mà chúng ta trong những cái nhóm là động mạch phổi, thân động mạch phổi lớn như này, thì lúc đấy là chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải kiểm soát cái đầu xa và chúng ta bơm này, chúng ta kiểm soát stent vì cái nguy cơ trôi rất là nhiều. AB. Một số trường hợp thì như này, như tôi hỏi thì cũng có một số trường hợp thì các anh chị có thể dùng pacing để làm cho quả tim nó đỡ áp lực, nó là nó sẽ đập nó nhà này nó đỡ đập áp lực đẩy. Thì tuy nhiên là cái này thì bác sĩ Tín cũng đã dùng cái kỹ thuật là chúng ta kiểm soát stent và đặc biệt là đầu xa, thì chúng ta đã nghĩ cái nguy cơ mà trôi stent cũng sẽ giảm đi. Và ngoài ra thì cái liên quan đến cổ trái thì sau khi chúng ta nong xong và chúng ta thấy rằng những cái nhóm đấy thì cái nguy cơ trôi stent rất là nhiều, thì cái đấy là những cái chia sẻ chúng tôi thấy là chúng ta bác sĩ Tiến rồi đã chia sẻ cho chúng ta. Còn một bước cuối cùng nữa thì ekip thường thì mình mở cái động mạch phổi phải vậy đó, thì thường mình chụp cái bằng hệ để mà động mạch chủ mình coi những cái bằng hệ trước giờ nó có không, thì đôi khi có một bằng hệ mà nó bự nó vào cái phổi phải á, thì một số trường hợp nó gây phù phổi một bên, thì ekip sẽ chụp cái động mạch chủ để coi cái bằng hệ chủ phổi nó thế nào. Mọi người chờ chắc có một vài giây nữa thì thấy cái hình của bạn hệ. Thấy cái video cho. Ok. Thấy video không? Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Làm gì? Cho kìa. Học. Hãy. Hầu như là cái bạn hệ rất là lý trí, chứ không đáng kể. Thành ra là ca này tiếng này nguy cơ mà nó phù phổi bên phải thì hầu như không có, chắc là mình kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi cái ca này, thì một mình sẽ ca nữa rất là hấp dẫn chờ đợi mọi người. Vâng, xin chúc mừng ekip của bác sĩ Tiến.